Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Kiều Hương. Hôm nay chúng ta cùng chơi trò đỗ xe ô tô nhé. Chúng ta phải khéo léo điều khiển xe ô tô, nếu không sẽ chạm vào barrier đấy. Như vậy thì sẽ phải chạy lại từ đầu đấy.